Kênh Phụ Nữ Và Gia Đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ngâm rượu trái cây nha. Thì với cái rượu trái cây này thì các bạn uống nó sẽ vừa đẹp da này, giữ dáng mà lại tốt cho sức khỏe nữa nha các bạn. Để làm được cái rượu trái cây này thì các bạn cần chuẩn bị những thứ nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần phải có một quả dưa hấu. Dưa hấu thì các bạn nên nhớ là vừa lựa cái trái cho nó chín để cái phần thịt dưa hấu bên trong nó sẽ đỏ hơn nha. Tiếp theo là mình cần phải có là đường phèn nè. Đường phèn ở đây thì sẽ mình sử dụng một chén nha các bạn. Quýt thì có hai loại, quýt màu cam với lại là quýt đường và một cái quả cam, rồi dâu, thơm và nho và một trái táo. Và nguyên liệu không thể thiếu được đó là rượu. Rượu thì các bạn có thể là sử dụng rượu vodka hoặc là rượu van nhé. Van thì mình có thể là sử dụng van đỏ hoặc là van trắng. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện ngay sau đây luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ gọt và vỏ trái cây nha các bạn. Lột cái vỏ bên ngoài. Sau khi lọc xong những cái nguyên liệu này rồi thì các bạn nhớ là đem đi rửa sạch. Sau đó thì mình mới sơ chế để mình ướp với lại đường phèn nhé. Dâu thì mình cũng sẽ cắt cuốn. Rồi sau đó thì mình sẽ mang đi rửa sạch rồi mình mới cắt ra làm 3 làm 4 nhé. Lúc này thì mình cũng lột vỏ luôn. Các bạn nhớ là cái quýt này nó hay bị sườn lắm, cho nên là mình mua thì các bạn lưu ý là mình cần lựa cái vỏ bên ngoài nó hơi căng và bớt nó chắc tay nha các bạn. Chắc tay thì nó sẽ không bị sườn. Sau khi rửa sạch các loại trái cây rồi thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra nha các bạn. Với dâu thì mình sẽ cắt lát như thế này. Các bạn lưu ý là mình cũng đừng cắt mỏng quá. Các bạn tùy theo mình thích cái loại trái cây gì thì mình sẽ bỏ vô trong cái lọ đựng để mà mình làm cho nó ngon. Tại vì ở đây thì mình thích là rượu của mình sau khi mà ngâm xong nó sẽ có cái vị là chua chua và ngọt. Tại vì cam nè hay là thơm nè. Dâu thì nó cũng có cái vị chua chua. Rồi sẽ thêm với lại đường phèn nữa. Rồi dưa hấu thì nó sẽ ngọt nha các bạn. Cho nên là nó sẽ hòa lẫn lại với nhau. Thì rất là tốt. Còn nho thì mình cũng sẽ cắt đôi trái ra. Các bạn cũng không cần phải bỏ hộp đâu. Tại vì mai mốt khi mà mình làm xong á, mình để 2 tuần á, thì cái rượu của mình á, cái trái cây nó sẽ rượu ra. Thì mình sẽ chắc mình lấy cái nước cốt của trái cây đó là nó hòa lẫn với lại rượu là mình uống. Rồi mình bỏ đi cái phần xác nha. Trái cây thì ngày mình ăn đôi khi nó sẽ không hết. Thì mình sợ nó để lâu nó sẽ không có ngon nữa. Và nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng á. Thì nếu mà có thời gian các bạn sẽ ngâm rượu như thế này. Mình sẽ để được trong cái thời gian bảo quản lâu. Và chẳng hạn như là khi mà có khách nhà, có bạn bè tới chơi hay gì đó, mình có rượu như thế này mình rót ra để mình vừa ăn bánh bất kể mình uống thêm cái rượu trái cây này nữa thì rất là hay nha các bạn. Với cam thì mình cũng sẽ cắt phanh như thế này nha các bạn. Sau khi mà mình đã rửa sạch các nguyên liệu thì mình sẽ sơ chế và cắt nhỏ như thế này nha các bạn. Dưa hấu thì mình cũng sẽ gọt vỏ và mình cắt nhỏ như thế này. Táo cũng vậy. Và tất cả những nguyên liệu kia thì mình cũng đã cắt nhỏ như lúc nãy mình đã giới thiệu rồi. Bây giờ thì mình sẽ bước vào cái công đoạn là ngâm rượu nhé. Các bạn sẽ sử dụng lọ thủy tinh để mà mình ngâm rượu nha các bạn. Thì trước khi mà mình cho trái cây vào thì các bạn nên rửa sạch cái bình. Sau đó thì mình sẽ dùng khăn để mình lau cho khô hoặc là mình phơi ngoài nắng để cho nó diệt cái vi khuẩn á. Tại vì khi mà ngâm rượu thời gian dài nếu mà mình không kỹ là nó sẽ bị nổi ráng ở bên trên đó các bạn. Và đặc biệt là không nên dùng cái lọ bằng nhựa để mình ngâm thì nó sẽ rất là hôi nhé. Sau khi mà mình cho cái lớp đầu tiên vào rồi thì bây giờ mình sẽ cho đường vào nhé. Các bạn lưu ý là mình nên sử dụng đường phèn để mình ngâm rượu. Thì khi mà cái rượu của mình đã được sử dụng á thì nó sẽ có cái vị ngọt thanh đó các bạn, và uống nó sẽ mát hơn so với là khi mà mình sử dụng đường cát nhé. Tiếp theo là mình sẽ cho một lớp dưa như các bạn. Mình cho vào rồi sau đó mình sẽ sắp xếp lại. Nếu mà nhà các bạn có lọ thủy tinh to hơn thì mình sẽ mua cái nguyên liệu nó nhiều hơn một chút xíu. Và mình sẽ mua cái lượng rượu cho nó tương xứng nha các bạn.
Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một lớp đường lên trên nữa nha. Cứ tương tự như vậy, mình sẽ cho một lớp trái cây và một lớp đường cho đến đầy cái lọ này. Nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có nên cho đầy quá, tại khi mà mình cho rượu vô thời gian thì nó sẽ còn ra cái nước trái cây nữa, cho nên nó sẽ dễ bị tràn. Các bạn cho vừa thôi nhé. Giờ mình sẽ cho thêm nho vào. Bây giờ mình sẽ cho rượu vào nha các bạn. Và cuối cùng mình sẽ sử dụng màng bọc thực phẩm để mình bịt kín cái đầu ở bên trên nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng cái lọ thủy tinh nó có nắp đậy kín thì cũng không cần phải bọc thực phẩm. Nhưng mà do cái thủy tinh của mình á, nó có cái lỗ thoát khí cho nên là mình sợ nó sẽ vượt ra ngoài, nói chung là nó sẽ ra ngoài thì nó không có đẹp á, nên mình sẽ sử dụng cái màng bọc thực phẩm để mình bọc lại như thế này. Rồi thì bây giờ thì các bạn chỉ cần chờ thêm 2 tuần nữa thôi là cái rượu của mình có thể uống được rồi nhé. Các bạn ơi, mình đã ủ xong cái rượu trái cây rồi nè các bạn. Sau khi mà ủ được 2 tuần thì cái trái cây của mình nó đã lên men và nó chuyển đổi màu. Cái nước ngọt từ trong trái cây cộng với lại đường phèn thì nó sẽ ra cái màu ngà ngà giống như cái màu mật ong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ rót ra thử uống để xem cái mùi vị của nó như thế nào nhé. Nói chung là cái rượu trái cây này nè các bạn, thì cái mùi nó rất là thơm nha, nó thơm với mùi trái cây lắm. Ở đây thì mình do mình có ướp cái phần thơm với lại dâu cho nên là nó thơm cái mùi dâu với lại mùi thơm, và đặc biệt là nó không có nồng và nó có cái vị rất là ngọt, ngọt theo cái kiểu là ngọt thanh của đường phèn với lại ngọt từ của trái cây nha các bạn. Mình nghĩ là cái món uống này nó có khả năng rất là tốt trong cái việc là hỗ trợ cho hệ tiêu hóa nè. Tại vì những cái ngày Tết á thì đôi khi mình ăn nhiều dầu mỡ vô thì nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ khó chịu quá. Mình uống một ít rượu trái cây vô nó sẽ rất là tốt, đồng thời là nó cũng giúp cho mình có khả năng là đẹp da, giữ dáng. Tại vì cái rượu này nó rất là tốt và rất là ngon. Các bạn hãy làm để trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần nhé. Chúc các bạn thành công nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ và Gia Đình nhé.